sao những người giàu tại Việt Nam lại chọn định cư nước ngoài? Bạn có thắc mắc tại sao đa phần tất cả người giàu ở Việt Nam đều thường chọn định cư nước ngoài? Câu trả lời dễ thấy nhất, ngoài vấn đề về chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ, kiều hối, thì hàng loạt vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế khiến một bộ phận muốn di cư. 1. Môi trường. Môi trường Việt Nam ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, thực trạng sử dụng chất kích thích, phân bón hóa học và nhiều chất khác vượt ngoài kiểm soát khiến nhiều người lo ngại. 2. Giáo dục. Sự không ổn định về chính sách đã khiến người dân mong muốn cho con ra nước ngoài du học. Dễ thấy việc khoảng 2 đến 3 năm chương trình lại đổi mới khiến học sinh khó mà bắt kịp. 3. Y tế. Chất lượng đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế, đặc biệt là sự quá tải, mất an toàn vệ sinh ở các bệnh viện đã khiến nhiều người không tin vào chất lượng y tế trong nước. Đó là chưa kể hàng loạt lĩnh vực khác như chính sách đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, thủ tục hành chính, thuế, hải quan. Còn nhiều phiền hà khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc. Với những lý do trên, họ thường chọn các nước lớn để định cư. Và hiện nay định cư EU đang là một lựa chọn tốt vì visa rất dễ xin. Visa D7 Bồ Đào Nha đang là một trong những chương trình đầu tư quốc tịch hàng đầu trên thế giới. Không bỏ tiền đóng góp cho quỹ của chính phủ, chỉ cần chứng minh thu nhập ở Việt Nam là bạn có thể định cư ở Bồ Đào Nha. Hoặc bạn chỉ cần du học Bồ Đào Nha, học phí chỉ 40 triệu và sẽ được cấp quốc tịch sau 5 năm sinh sống. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Comment cho Cường biết nhé!